lah. Hit Leisure. Cái đó là còn dùng ở Siri, Siri ở đây. Ấn vào đây nào, dưới này nó cũng thế luôn. Gọi mắt luôn. Cô địt mẹ này đang ngồi với vợ mà gái gọi thì thôi, nó vẫn ngồi luôn. À, anh Cường à? Ơ em ơi, cái ca sau ca anh em có dạy ai không? Sau ca anh ạ? À đâu, hôm nay thì em rảnh ra sau ca anh ạ. Thế à, thế cho anh đến muộn khoảng 15 phút nhá. Dạ vâng, ok anh. Ok em nhé. Dạ vâng, ok. Được rồi chứ. Anh thảo tác ở đây chứ nhỉ. Ừ. Nhưng cái này nó... Ui, có cả HUD, hát kính cả bài hát lên luôn này. Đấy, gì đây? Đấy, xịn đâu.